Ôi, chào các bạn tiếp nha. Đây là cây mai bên này các bạn. Nó nở rất là nhiều. Hầu như là nở gần hết cây luôn à. Thì hai ngày trước trời mưa rất là nhiều. Mưa lớn nữa. Cho nên là một điều kiện rất là thuận lợi để mai này nó nở bông hết. Thì vừa lặt lá xong là tưới rất là nhiều nước. Xong bắt đầu ngưng. Nhưng một hai ngày là trời mưa. Mưa quá. Hôm nay nó nở bung hết. Mà trên cây vẫn còn nhiều nụ lắm á nha các bạn. Cây này cây lớn. Cây này cây lớn. Gốc nó cũng to và nó cũng cao. Lật sạch lá luôn á. Nhưng mà bây giờ lá nó ra quá trời quá đất. Lá ra quá trời quá đất. Đẹp lắm. Rồi quay sát sát và cắt cành các bạn xem. Đỏ hết trơn. Từ đây đến Tết thì chắc không còn cái nụ nào luôn quá. À, hy vọng là còn. Bây giờ có những cái nụ nhỏ nè. À, cây này chắc cũng bớt lá đi. Bớt lá đi cho nó đẹp. Quá trời, nụ bông không. Còn cái mai bên này thì chưa có một có bông rồi nè. Mà lá không à. Này nụ có chút xíu à. Đây cũng có một vài cánh hoa, cánh bông. Phun mai nó ra. Còn nụ thì ít lắm. Vài cái à. Giờ ra lá hết à. Quan trọng là cái mai bên này. Cái mai bên này thì đẹp quá đẹp. Bông nó nở này đúng Tết luôn. Đẹp lắm.